Yên Bái là một tỉnh phía Bắc của nước ta, là một mảnh đất vùng cao với cảnh sắc thiên nhiên hoang dã nhưng mà cũng rất đỗi là yên bình. Đặc biệt là Yên Bái thì còn nổi tiếng với rất nhiều các đặc sản, mà trong đó thì có những món ăn dù là khiến người ta hơi rùng mình một chút, với nguyên liệu là hoàn toàn bằng côn trùng nhưng mà lại vẫn gây tò mò và sự thích thú. Không biết là Tú Anh đã bao giờ thử những cái món côn trùng ở đất này chưa ạ? Vâng, tôi đã từng ăn món sâu đá này, món ve sầu này, hay là cả ấu trùng chuồn chuồn nữa. Nhưng mà chị biết không, để mà thưởng thức ngon những cái món ăn như thế này thì những cái vỏ của con côn trùng nó phải thật là giòn rụm, mà phải quyện với cả vị ngọt bùi của thịt của cái con côn trùng đó nữa. Và nước chấm thì tất nhiên là phải được pha chế riêng để làm sao mà phù hợp với hương vị của những cái món ăn côn trùng này ạ. À, vâng, thực sự nghe Tú Anh chia sẻ thì tôi cũng thấy rằng là Tú Anh là một cái người rất là sành ăn, đặc biệt là về ẩm thực Tây Bắc đấy, đúng không ạ? À, và đúng là trong cái thời tiết se lạnh như thế này của núi rừng Tây Bắc mà lại ngồi quây quần bên nhau và uống một cái chén rượu ngô cay nồng ấm này, sau đó là nhâm nhi món sâu đá thì quá là tuyệt vời rồi. Và càng ăn thì có lẽ là chúng ta sẽ càng thấy ngon, càng uống thì càng thấy say, say luôn cả mảnh đất và con người nơi đây nữa. Hồn nhiên này, giản dị và cũng chất phác vô cùng. Ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm mảnh đất Mù Cang Chải ở Yên Bái để thưởng thức món ve sầu độc đáo. Trong những năm trở lại đây, khi khách du lịch đến với Mù Cang Chải đều có thể được thưởng thức những món ăn độc đáo từ côn trùng. Điều này đã giúp bà con đồng bào người Thái, người Mông có thêm một nguồn thu nhập mới. Không giống như con sâu đá được biết đến và ăn từ đời cha ông, loài ve sầu chỉ được người Thái ở Mù Cang Chải sử dụng như một món ăn cách đây khoảng 6 đến 7 năm. Có ngày mà họ đi cả ngày, có ngày nó ra nhiều thì là cũng được 1 cân. Vâng. Đấy, còn 1 cân ạ? Một cân. 1 cân thì là cũng nó nhẹ, 1 cân thì nhiều đấy. Họ bán 20.000 một lạng. À, thế là 200.000 một cân, đúng không ạ? Mình về trước tiên là rửa sạch, vặt cánh. Vâng. Xong là chiên, chiên giòn với mỡ, phi nước măng chua. Cho lá chanh rồi. Giống với thịt gà, những món từ côn trùng không thể thiếu được lá chanh. Nhưng ở đây, lá chanh sẽ được đưa vào để đảo cùng trước khi đổ thức ăn ra đĩa để tăng sự thơm bùi cho món ăn. Còn nước măng chua có tác dụng làm giảm độ hôi của côn trùng và tăng thêm độ chua chua, mặn mặn cho món ăn. Thay vì sử dụng dầu ăn, người đầu bếp sẽ sử dụng mỡ lợn để tăng độ ngậy của món ăn. Mỡ được đun nóng khoảng 7 đến 10 phút đảo liên tục. Bây giờ món ve sầu đã tới. Món ve sầu không nên rang quá kỹ bởi sẽ làm khô con trùng và khi khô sẽ chỉ còn lớp vỏ bên ngoài. À, tôi sẽ thử cái món ăn này xem như thế nào. Đây là ve sầu rang và con này là con cái đúng không ạ? Con này là con cái. Vâng. Cái độ bùi rất là bùi, ăn con này thì rất là bùi, thịt thì không có nhiều nhưng mà cái độ bùi rất là thơm, rất thơm đó. Cộng với là em thấy có một cái hay là chị cho cái nước măng chua ấy thì nó quyện vào cái con này, và khi ăn thì mình cảm giác ấy, cái hương vị nó ngọt 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 ở trong họng. Ve sầu rán có thể được coi là món đồ nhậu thượng hạng được rất nhiều người ưa chuộng. Ve sầu rán vàng, giòn vỏ, bên trong béo ngậy, ngon ngọt. Mùi thơm của hạt mắc khén sẽ làm người ăn nhớ mãi, không quên.